Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Hôm nay Điệp cập nhật được một thông tin này rất vui nên muốn chia sẻ nhanh với cô chú và các anh chị. Đó là lãnh sự quán Mỹ đã bắt đầu xếp lịch hẹn phỏng vấn cho một số hồ sơ từng bị hủy lịch hẹn phỏng vấn visa với lãnh sự quán. Đây là một thông tin rất vui sau khi lãnh sự quán bắt đầu mở cửa làm việc trở lại từ ngày 1 tháng 10. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 4 tháng 10. Ngày làm việc thứ hai của lãnh sự quán sau một thời gian ngừng làm việc do dịch Covid-19 và chỉ thị 16 của thành phố Hồ Chí Minh. Thì lãnh sự quán đã bắt đầu mở cửa chính thức lại vào ngày 1 tháng 10 như ở trong video clip trước mà Điệp đã có chia sẻ với cô chú và các anh chị. Và cũng trong ngày hôm nay thì lãnh sự quán Mỹ đã mang đến tin vui cho một số hồ sơ từng bị hủy lịch hẹn phỏng vấn vào giữa tháng 5 năm 2021 khi mà dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. Thì các hồ sơ này được lãnh sự quán gọi điện thoại để trao đổi trước về lịch hẹn phỏng vấn mới. Ngày hẹn phỏng vấn mới của các hồ sơ này cũng khá gấp gáp, cho nên thì lãnh sự quán đã gọi điện thoại trước để trao đổi. Nhưng đây là một số hồ sơ được lãnh sự quán liên lạc gọi trước qua điện thoại ngày hôm nay. Lãnh sự quán đã dùng số điện thoại với đầu số của thành phố Hồ Chí Minh là 0283 520 4600 để gọi cho các hồ sơ này. Hồ sơ này có ngày hẹn phỏng vấn cũ là ngày 11 tháng 5. Diện IR5 là diện cha mẹ của công dân Mỹ. Và sau đó thì lãnh sự quán đã hẹn gọi phỏng vấn là ngày thứ 5 tuần này, có nghĩa là ngày 7 tháng 10. Thì lãnh sự quán chỉ cho biết trước 3 ngày để chuẩn bị. Còn đối với hồ sơ này là diện CR1, bị hủy lịch hẹn phỏng vấn vào ngày 18 tháng 5. CR1 là diện vợ chồng của công dân Mỹ. Thì hôm nay lãnh sự quán đã gọi hẹn phỏng vấn vào ngày thứ 5 tuần này, ngày 7 tháng 10. Thì chúng ta cũng có thể thấy thì lãnh sự quán họ cũng đang cố gắng giải quyết bớt các hồ sơ đang tồn đọng, cũng như là các hồ sơ đã từng bị hủy lịch hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán từ hồi tháng 5. Lãnh sự quán báo lịch hẹn cũng khá gấp gáp, cho nên Điệp nghĩ là khi mà lãnh sự quán thấy có ngày làm việc nào có ngày hẹn phỏng vấn trống, thì họ cũng gắng cố gắng là sắp xếp cho các hồ sơ này được giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu như cô chú và các anh chị chúng ta đang chờ lịch hẹn phỏng vấn thì chúng ta cũng nên kiên nhẫn để lãnh sự quán họ cố gắng họ sắp xếp nha. Và cô chú và các anh chị chúng ta cũng lưu ý, lãnh sự quán họ không cho biết trước hồ sơ nào sẽ được lãnh sự quán xếp lại lịch hẹn phỏng vấn. Họ cũng không cho biết là hồ sơ nào phải tự đặt lại lịch hẹn phỏng vấn mới. Như cô chú và các anh chị chúng ta cũng thấy ở trong thư hủy lịch hẹn phỏng vấn trước đây lãnh sự quán đã có gửi, thì họ cũng đã có đề cập tới vấn đề là chúng ta phải tự đặt lại lịch hẹn phỏng vấn trên hệ thống đặt lại lịch hẹn của lãnh sự quán. Vì vậy, nếu như hồ sơ nào may mắn được lãnh sự quán chọn sắp xếp phát lại thư hẹn phỏng vấn, thì chúng ta cứ theo lịch hẹn mới đó của lãnh sự quán gửi. Còn nếu như các hồ sơ nào mà chúng ta vẫn đang chờ chưa thấy lãnh sự quán hẹn, thì cô chú và các anh chị chúng ta nên chủ động canh trên hệ thống đặt lại lịch hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán. Khi lãnh sự quán mở lại, thì chúng ta có thể tự chọn lại ngày phỏng vấn của mình. Như trước đây có một số hồ sơ mà Điệp đã thấy là bị hủy lịch hẹn phỏng vấn do sắc lệnh ngừng cấp visa của Tổng thống, và tới tháng 2 năm 2021 khi sắc lệnh này được hủy bỏ, thì các hồ sơ này do không có theo dõi thông báo của lãnh sự quán nên cứ chờ lãnh sự quán hoài chờ lịch hẹn phỏng vấn mới. Tuy nhiên thì lãnh sự quán không phát lại thư hẹn phỏng vấn mới mà lãnh sự quán đã có thông báo là phải tự đặt lại lịch hẹn phỏng vấn. Cho nên thì các hồ sơ này sau đó chờ 2-3 tháng thì mới hay được là phải tự đặt lại lịch hẹn phỏng vấn. Và các hồ sơ này đã đặt lại lịch hẹn phỏng vấn khá trễ hơn so với các hồ sơ khác. Vì vậy, tóm lại, nếu như hồ sơ của cô chú và các anh chị chúng ta đã có lịch hẹn phỏng vấn từng bị hủy, thì chúng ta cần phải làm những việc. Thứ nhất, chúng ta nên canh điện thoại gọi từ các số máy bàn, đầu số từ thành phố Hồ Chí Minh như là 0283 và kèm theo một dãy số, thì chúng ta nên nhận các cuộc gọi điện thoại này, bởi vì có thể là các điện thoại này sẽ do lãnh sự quán gọi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên cảnh giác các đầu số điện thoại từ nước ngoài như là 00700, bởi vì các số điện thoại đó có thể là các đầu số lừa gạt. Và điểm lưu ý thứ hai là chúng ta cũng nên tự canh đặt lại lịch hẹn phỏng vấn mới với lãnh sự quán trên hệ thống. Cách đặt lại lịch hẹn phỏng vấn thì Điệp cũng đã có chia sẻ trên video clip này, cô chú và các anh chị chúng ta có thể tham khảo.
Và việc thứ ba là chúng ta nên sắp xếp trước kế hoạch cũng như là công việc để phòng trường hợp nếu như lãnh sự quán có gọi hẹn ngày phỏng vấn gấp hoặc là họ hẹn ngày phỏng vấn sớm thì chúng ta có thể sẵn sàng nhận cuộc hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán theo ngày mà lãnh sự quán họ sắp xếp. Do hiện nay thì lãnh sự quán cũng mới chỉ hoạt động trở lại được 1-2 ngày thì các thông tin vẫn còn rất mới nên Điệp sẽ tiếp tục theo dõi các thông tin và tình hình tại lãnh sự quán. Nếu như có thông tin nào mới thì Điệp sẽ tiếp tục cập nhật để cô chú và các anh chị chúng ta thuận tiện theo dõi. Cô chú và các anh chị chúng ta nhớ bấm nút subscribe đăng ký và hình cái chuông để được YouTube báo khi có video clip mới mà Điệp cập nhật lên nha. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.